Kính chào quý vị và các bạn. Đã gần 30 năm nay, ngày 25 tháng 11 được coi là ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Và năm nay ở Việt Nam, chúng ta sẽ phát động một chiến dịch kéo dài gần một tháng để đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò trách nhiệm của nam giới trong lĩnh vực này. Vấn đề đặt ra là vì sao đời sống ngày càng hiện đại, văn minh, dân trí cao hơn, song bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em và nhất là trẻ em gái thì chưa giảm mà còn nhiều vụ xảy ra thương tâm hơn. Vì sao lại như vậy? Và có những nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em mà chúng ta chưa từng để ý? Cùng bình luận về vấn đề này xin được trân trọng giới thiệu có ông Arthur Erkin, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNPA tại Việt Nam. Ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Xin cảm ơn các vị khách mời vì đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Câu hỏi thứ nhất xin được các ông đánh giá cho biết là thực trạng về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em hiện nay tại Việt Nam ở mức độ nào? Xin mời ông Tiến trước. Về thực trạng tình hình bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em hiện nay thì từ năm 2010 chúng ta có một cái đánh giá quốc gia về vấn đề này. Còn từ đó đến nay thì chúng ta cũng chưa có những cái đánh giá gì mang tổng thể của quốc gia, vì vậy nên là nó tăng hay nó giảm thì chắc chắn thì chúng ta cũng chưa có thể khẳng định được. Tuy nhiên về do cái vấn đề là công tác truyền thông của chúng ta về vấn đề bạo lực và do cái việc mà cái nhận thức của chị em phụ nữ cũng như là trẻ em gái nâng lên, nên là trên các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta thấy rằng là xuất hiện nhiều những cái trang, những cái thông tin về những cái vụ bạo lực nên có vẻ như là nó có vẻ tăng. Nhưng mà thực ra ở đây nó cũng thể hiện hai cái. Cái thứ nhất là do chị em phụ nữ, do trẻ em người ta biết được đấy là những cái vấn đề liên quan đến quyền người ta, vấn đề bạo lực của người ta, do vậy nên là tiếp cận tới các thông tin và do đó được phản ánh nhiều hơn. Chứ còn về nó tăng hay nó giảm thì cái này chúng ta cũng chưa có khẳng định cái chắc chắn. Như vậy là chúng ta chưa có những cái thông tin hoặc là con số thống kê một cách định lượng và chính xác để biết rằng là thực trạng nó có tiến bộ hơn hay là nó tồi tệ hơn trước kia. Chúng ta chỉ có cảm nhận thôi đúng không ạ? Rồi. Vâng. Mà cảm nhận qua các phương tiện thông tin đại chúng và báo chí thì dường như là nó tăng lên do là bây giờ chúng ta thông tin nhanh hơn và nhiều hơn, cũng như là nhiều các phương tiện đăng tải tin tức nhiều hơn, đúng không ạ? Vâng. Nhưng tất nhiên về làm quản lý chúng tôi tin tưởng rằng là nó sẽ phải giảm. Vâng. Liệu chúng ta trong thời gian tới có định tiến hành một cái cuộc khảo sát để so sánh và để biết rằng thực trạng của chúng ta như thế nào không ạ? Về cái này thì về làm quản lý thì chúng tôi luôn luôn mong muốn rằng chúng ta cần phải có những cái cuộc khảo sát, những cái đánh giá và mang tính chất thường xuyên, và tiến tới chúng ta phải có xây dựng một cái cơ sở dữ liệu để chúng ta có thể cập nhật được tất cả những cái vụ việc như thế này. Dạ vâng. Xin được hỏi ông Arthur Erkin, so sánh cái thực trạng về bạo lực giới đối với phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam đối với các nước khác trong khu vực thì ông thấy như thế nào? Countries in the region, what do you think? Well, I think we first have to realize tôi nghĩ là đầu tư chúng ta, thì chúng ta phải thấy ở đây là cái bạo lực ở Việt Nam là rất là cao đối với phụ nữ và trẻ em. Cũng giống như ông Tiến vừa mới nói, khi mà có một cái nghiên cứu quốc gia về bạo lực ở đây là có tới khoảng 1/3 số phụ nữ đã từng kết hôn ở Việt Nam đã từng là chịu một số hình thức bạo lực, có thể là về tâm lý, về thể xác, về tình dục. Và ở đây là chúng ta chọn 3 phụ nữ bất kỳ ra thì một trong ba người đó là đã từng bị chịu bạo lực, và hầu hết các cái hình thức bạo lực này là đến từ một thành viên trong gia đình, có thể là chồng hoặc là thành viên khác trong gia đình. Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất mà có vấn đề này, có nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đang phải có cái vấn đề là bạo lực về trong gia đình. Trước khi tôi đến đây tháng 7 ở Việt Nam, tôi cũng đã có 6 năm làm việc ở Bangladesh, và cũng giống như ở Việt Nam thì cũng có tới 60% phụ nữ là đã từng chịu một số những hình thức bạo lực trong đời sống của họ. Để đấy tỷ lệ rất là cao. Tôi nghĩ là chúng ta cũng phải, tất nhiên là phải thấy một cái điều ở đây là chúng tôi ở đây là nam giới, chúng tôi chính là những người có vai trò quan trọng nhất trong việc chiến đấu lại cái bạo lực này. Chúng tôi trong cái chiến dịch này thì nhắm rất là mạnh tới nam giới. Chúng tôi chính là những người mà gây ra cái bạo lực này, và chúng tôi cũng chính là những người mà sẽ kết thúc được, chấm dứt được cái bạo lực này. Tôi thấy rằng là như ông Arthur Erkin có nói thì chúng ta cũng có một số các cái con số
đối với thực trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Như vừa rồi ông có nhắc tới là 1/3 số phụ nữ từng kết hôn cũng đã chịu một dạng thức bạo lực nào đó. Thì con số này đã thống kê lâu chưa và chúng ta có tiếp tục được, như ông nói là sắp tới cũng sẽ cập nhật thêm để xem là có tiến bộ hay không, đúng không? Thực trạng có được cải thiện như vừa rồi tôi nói thì đấy là cái con số mà chúng ta đã qua cuộc điều tra năm 2010 và nó mới chỉ dừng lại ở là trong là bạo lực trong gia đình. Thế còn bạo lực với phụ nữ thì nó sẽ còn phải rộng hơn, không chỉ là bạo lực trong gia đình mà kể cả ngoài xã hội. Dạ, vâng ạ. Gần đây thì chúng ta thấy có rất nhiều các cái tin tức vụ sau thì chấn động hơn vụ trước. Như ông có nói là trên báo chí dường như là đưa dày hơn và nhiều hơn, và có những vụ phải nói là mọi người rất là cảm thấy như là bị sốc, như vụ vừa rồi là vụ dẫm chết cháu bé 18 tháng tuổi. Ai cũng tự hỏi là vì sao dân trí cao lên mà thực trạng lại ngày càng có những cái vụ ngày càng thương tâm như vậy. Chúng tôi nghĩ rằng là cái dân trí ở đây thì chúng ta cũng phải hiểu theo là ở từng khu vực, ở từng vùng miền, do nên những cái không phải tất cả nó đều đồng đều như nhau. Do vậy nhưng có những nơi thì đúng là mức độ dân trí rất là cao, rất là tốt. Nhưng mà cái mức độ mà xảy ra cái vấn đề bạo lực này thì ở mỗi cái dân trí khác nhau thì nó cũng có những cái biểu hiện khác nhau. Nhưng mà vụ vừa rồi xảy ra ở một nơi không thể gọi là dân trí thấp, bởi vì tôi được biết là xảy ra ở khu vực ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Nhiều lúc đôi lúc chúng ta cũng cứ nói với nhau rằng có những cái khu vực rất vùng trũng, nghĩa là ngay giáp với những khu đô thị, nhưng mà chính những nơi mà lại là cái công tác truyền thông hoặc là nhiều cái vấn đề mà chúng ta cũng người dân ở đó cũng chưa tiếp cận được bản thân như thế. Như vậy trên những cái ngay cả những khu trung tâm thì có những vùng trũng nằm ngay cạnh hoặc xen kẽ ở trong những khu trung tâm đó. Dạ. Xin được hỏi ông Arthur Erkin là có rất nhiều, ông là một chuyên gia về vấn đề giới có lẽ là ông đã ngay cả thời gian công tác ở Bangladesh có lẽ cũng đã biết được rất nhiều các nguyên nhân khác nhau của tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Theo ông đâu là cái nguyên nhân gốc rễ nhất? Tôi xin đáp lại câu hỏi trước của chị. Tại sao mà vẫn có bạo lực gia đình xảy ra khi chúng ta có điều kiện tốt hơn rồi? Tôi nghĩ là chúng ta có rất nhiều các cái mảng ở trong xã hội, cả là nông thôn và thành thị. Hôm qua tôi cũng đã có một cái chương trình của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, và có một người phụ nữ ở đấy là còn một người phụ nữ có trình độ văn hóa rất là cao, đã nói ra là chị cũng đã gặp cái vấn đề trong gia đình của chị, và chị cũng đã bị gặp bạo lực gia đình. Tôi nghĩ là ở đây chúng ta cũng phải nhận được một cái điều gọi là không phải là tất cả mọi người đều được nhắm tới. Thế về cái câu hỏi của chị là về các cái nguyên nhân gốc rễ là gì? Khi chúng ta nhìn trên toàn thế giới thì cái điều quan trọng, cái nguyên nhân lớn nhất ở đây đấy là cái bất công về quyền lực giữa nam giới và nữ giới, những cái suy nghĩ khác nhau giữa các cái đứa mọi người về cái quyền lực giữa nam giới và nữ giới, có những cái bất công trong cái việc đối xử giữa thành viên nữ thành viên nam trong gia đình. Và khi mà phụ nữ được giáo dục tốt hơn và khẳng định được cái quyền lợi của mình thì nam giới lại thấy là bị đe dọa. Chúng ta sẽ phải làm sao chúng ta phải hiểu được cái nguyên nhân gốc rễ ở đây là cái sự đối xử bình đẳng giữa hai giới. Nam giới cứ lúc nào cũng phải cho mình là người đưa ra quyết định. Đấy chính là cái này thì cũng là nguyên nhân ở nhiều quốc gia khác, không chỉ là Việt Nam đâu. Đấy chính là cái nguyên nhân gốc rễ nhất. Và đấy thành ra tôi nghĩ một điều rất quan trọng là chúng ta sẽ phải có được cái chủ đề của cái chiến dịch của tôi là nam giới đích thực là phải nói không với bạo lực. Phải làm sao để nam giới nhận thức được một điều là cái bạo lực nó chỉ là một cái lựa chọn thôi. Chúng ta không nhất thiết là phải dùng đến bạo lực. Chúng ta không phải là cái gì về văn hóa, không phải cái gì về truyền thống cả. Đấy là một cái lựa chọn của chúng ta. Chúng ta có thể là lựa chọn đi theo cái hướng là dùng bạo lực, và chúng ta có thể đi theo hướng là không dùng bạo lực. Tôi nghĩ là làm sao phải thuyết phục được nam giới là phải đưa ra cái lựa chọn đúng đắn là không dùng đến bạo lực. Đó là một cách nói rất là thú vị, nhất là khi ông đến từ một đất nước châu Âu rất là văn minh, và tôi nghĩ là cũng rất có truyền thống là về rất coi trọng phụ nữ và bình đẳng giới thực hiện rất là tốt, đó là Hà Lan. Tuy nhiên thì tôi rất là thích cái thông tin của ông có nói về vấn đề là
qua thời gian công tác ở Bangladesh cũng như Việt Nam thì ông thấy có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là khi nam giới cảm thấy cái vai trò trụ cột trong gia đình của họ bị thách thức, và đó cũng là trùng hợp với cả cái nghiên cứu của một nghiên cứu của Hội Liên hiệp Phụ nữ ở Việt Nam cho thấy là 72% mâu thuẫn gia đình lại xuất phát từ vấn đề là khi phụ nữ độc lập hơn và nam giới cảm thấy là vai trò của mình, trụ cột, vai trò quan trọng nhất bị lung lay, và phải chăng đây cũng là lý do dẫn tới bạo lực. Và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi về cái vấn đề mà tôi vừa nêu ra. Tuy nhiên, ngay bây giờ thì hãy tìm cùng đến với một cái câu chuyện rất là cụ thể, bởi vì phóng viên chúng tôi cũng thử đi tìm nguyên nhân của bạo lực gia đình mà phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em, và người gây ra bạo lực là người chồng, người cha trong gia đình. Và phóng viên chúng tôi đã tìm hiểu một câu chuyện như sau. Đã 10 năm nay, chị là trụ cột chính trong nhà. Việc lớn, việc nhỏ, việc nào cũng đến tay chị phải lo. Chồng chị, một năm đi viện 2 lần, chẳng giúp được gì. Đã thế, ngày nào cũng đi uống rượu. Rượu vào là đánh vợ, đánh con, bất kể ngày hay đêm, bất kể sai hay đúng. Uống rượu vào nó đuổi đánh, đánh mình con ra, đã phải bỏ. Này bỏ đi chứ không thì người ta nói anh chết. Nó vỡ cái dây nó quăng ở đây. Con em cột vào ngón tay ấy. Cũng chỉ vì uống rượu đó. Cứ chửi, nói không được mà. Nói sẵn không được mà gọi hết người này người khác cũng không được. Đi tìm lý do tại sao chị bị đánh, chúng tôi tìm được câu trả lời. Một lý do tế nhị mà ít người đàn ông nào dám thú nhận. Tôi nói thật sự, từ lúc tôi bãi về do là bị bệnh tật, bố mẹ không còn nữa, làm ăn nó không ra gì nữa là nó sút dần, mà đúng bố mẹ để lại cho cái gì vẫn còn nguyên cái đấy, không làm được một cái gì. Cho nên là mình gần như là mình rất tủi thương cái tầm tuổi mình nhá. Bây giờ bạn bè nào cũng nhà cao cửa rộng hết rồi, mà mình không làm được cái gì. Nhiều lúc nghĩ cay, không làm được cho vợ con là mình cũng tủi nhục lắm. Ở Ngọc Xá và nhiều vùng nông thôn khác, phụ nữ là người đảm đương hầu hết các công việc và gánh vác kinh tế. Nhưng họ lại không hề có tiếng nói trong gia đình. Và đàn ông, dù có là trụ cột hay không, vẫn có quyền sử dụng bạo lực như một cách để khẳng định và củng cố quyền lực của mình. Xin được hỏi ông Tiến là trong những trường hợp như thế này, tôi nghĩ rằng là cũng không hiếm khi mà thực sự là hóa ra cái lý do để mà người đàn ông cảm thấy là có thể có những cái bức xúc và hành vi bạo lực với vợ con lại chính là khi họ cảm thấy chưa hoàn thành được những trách nhiệm và có những cái uẩn ức về tâm lý. Ông nhìn nhận như thế nào về nguyên nhân này? Tôi thì cũng đồng tình với cái ý kiến của anh Arthur đưa ra lúc vừa rồi, và tôi cho rằng là cái nguyên nhân sâu xa gốc rễ vấn đề bạo lực đối với phụ nữ ở đây chính là những cái định kiến về giới. Và với cái truyền thống Á Đông ở Việt Nam ấy, thì cái việc mà người đàn ông được coi phải là cái người trụ cột trong gia đình, phải làm ra kinh tế và làm ra, đây cũng là một tạo một cái áp lực để cho người ta. Và khi mà người ta không làm được thì người ta cũng cảm thấy là chính là tạo nên một cái, bản thân người ta cũng chính là một cái nạn nhân của một cái thói quen, một cái gốc rễ truyền thống từ lâu. Do vậy nên đây cũng ảnh hưởng đến cái những cái hành động, hành vi của người ta trong cái việc này. Cũng như là trong chiều nay trong cái cuộc lễ khởi động thì anh Ngô Thất cũng nói là một cái đứa trẻ khi mà sinh ra nó nhìn thấy đã cái vấn đề bạo lực đó và dần dần nó cũng vào cái tiềm thức của người ta. Do vậy nên là nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống sau này và những ảnh hưởng đến hành vi sau này của bản thân những người đàn ông như đó. Như vậy là bản thân như người chồng trong trường hợp này là tự đặt cho mình một cái vị trí và trách nhiệm quá lớn, trong khi họ có thể bằng hoàn cảnh khách quan họ không thực hiện được, và cuối cùng là tự cảm thấy bị bức xúc cũng như là gần như là bị trầm uất trong rồi trầm uất, do họ phải muốn một thể hiện một cái hành động gì đó để chứng tỏ rằng là mình vẫn có quyền lực bằng bạo lực, đúng không ạ? Vâng. Thưa ông Arthur, là một chuyên gia về vấn đề giới và làm việc ở rất nhiều các nước trên thế giới, thì tôi
tôi muốn ông bình luận một chút về tình hình ở một số nước châu Á trong thời gian gần đây. Như là ở Ấn Độ thì chúng tôi thường xuyên nghe thấy những cái tin tức về những cái vụ bạo lực rất là khủng khiếp đối với phụ nữ và trẻ em gái. Cũng nhiều nước này thì có thống kê là cứ 22 phút lại xảy ra một vụ hiếp dâm. Thì bằng những phân tích mà chúng tôi được biết thì có một cái lý do rất là căn nguyên, đó là ở Ấn Độ bị mất cân bằng giới tính khi sinh, các em trai nhiều quá còn em gái thì quá ít. Phải chăng đó là một lý do quan trọng và Việt Nam cần phải rút ra bài học từ từ vấn đề đó? Vâng, tôi nghĩ là chị vừa đưa ra một điểm rất là thú vị, rất là chính xác. Cái vấn đề về mất tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh là vấn đề cả Ấn Độ cũng như là một số khu vực ở Việt Nam. Tôi nghĩ là cái nguyên nhân gốc rễ ở đây cũng giống như là chúng ta vừa mới trao đổi. Đây chính là cái thế thấp của phụ nữ và trẻ em gái, của trẻ em gái. Thành ra là người ta thích có con trai. Vâng. Tôi nghĩ là đây chị vừa mình và ông Tiến vừa đưa ra cái điểm rất là quan trọng. Rất nhiều đàn ông ấy là thấy là rất là bất hạnh và thấy cái áp lực vì nhiều lý do, trong đó lý do là họ không đáp ứng được cái nhu cầu để chăm sóc gia đình. Và tôi nghĩ đấy là cũng là một cái điều cũng rất là khó khăn và cũng là cái nguyên nhân dẫn đến những cái bạo lực trong gia đình. Và trên thực tế là phụ nữ ngày càng có trình độ giáo dục cao hơn và cũng tham gia lực lượng lao động rất là nhiều, và cái vai trò phụ nữ và nam giới đang có những thay đổi. Và khi mà ta thấy là phụ nữ là cái vai trò truyền thống của phụ nữ cũng đang có những thay đổi. Trước đây về truyền thống là họ chỉ phụ nữ chỉ là chịu trách nhiệm về trong gia đình, về nội trợ thôi, nhưng bây giờ chúng ta thấy là ngày càng nhiều phụ nữ làm việc ở bên ngoài và nam giới tất nhiên là sẽ phải thích nghi với thay đổi đó. Và tôi nghĩ là cái sự thay đổi đấy nó cũng đang dẫn đến cái bạo lực, và nam giới cảm thấy là bị đe dọa vì là họ chịu áp lực từ những phụ nữ mà có trình độ giáo dục ngày càng cao hơn. Và tôi nghĩ đấy cũng là một phần của cái lý do của bạo lực mà ta đang chứng kiến ở trong gia đình. Thế còn về cái tỷ số giới tính khi sinh mà nó mất cân bằng, nó cũng có nhiều liên quan đến cái việc mà chúng ta nhìn nhận là cái vai trò khác nhau của nam giới và nữ giới, bé trai và bé gái ở trong các xã hội giống như là xã hội chúng tôi. Như chúng ta ở đây ở trong ở Việt Nam là cái quy mô gia đình đang giảm rất là nhiều, giờ chỉ còn có hai đứa con thôi. Thế thì thường mọi người vẫn thích có con trai, và đấy là một cái cũng rất là logic, một cái lý do rất là logic mà dẫn đến cái việc là có cái mất cân bằng chỉ số giới tính khi sinh. Và nó cũng là do cái lý do đây là cái vị thế của nữ giới, không phải là trẻ con trai đã là tốt hơn, mà đấy là một cái vấn đề đó, đó là từ lâu rồi chúng ta sẽ cần phải có những cái chiến dịch tuyên truyền giáo dục để làm sao để cho các cặp vợ chồng, các bố mẹ đấy nhận thức được cái việc là con trai con gái không quan trọng, cả con trai con gái đều có thể là giúp đỡ mình về sau này. Con gái nếu mà được chăm sóc tốt, học hành tốt, cũng có việc làm tốt, nó cũng có thể là chăm sóc mình khi mình về già. Tôi nghĩ đấy là một cái phần rất là quan trọng mà Việt Nam phải làm được, và tôi rất là mong muốn nhìn thấy Việt Nam sẽ có các nhiều các cái hoạt động, và tôi cũng đã thấy Việt Nam có nhiều các cái chính sách như thế này rồi. Đấy là điều rất là quan trọng, và tôi cũng rất tin là Việt Nam sẽ thay đổi được cái vấn đề này. Gần đây thì trong những cái thông điệp chống lại bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em thì chúng ta thấy có một sự rất là khác biệt, đó là thay vì chê trách lên án hành vi bạo lực thì chúng ta đã chú trọng tới trách nhiệm của nam giới và khuyến khích những lối sống đẹp. Thực tế thì đúng là không thể và không nên xa lánh nam giới, cho dù có thể họ đã gây ra bạo lực. Hãy thử tìm hiểu và đoàn kết cùng với họ để xóa bỏ bạo lực, và chúng ta cùng nghe tâm sự của một người đàn ông từng đánh vợ và giờ đã thay đổi như thế nào. Cuộc sống của anh bây giờ với vợ như thế nào? Cuộc sống với vợ bây giờ thì thật lòng mà nói nó rất khác. Bây giờ vợ chồng con cái đoàn tụ, chăm chỉ làm ăn, không đánh nhau như ngày xưa nữa. Như ngày xưa là mình không đi học thì về thì cứ kiểu như bệnh ra trường ấy, ăn xong rồi lên ghế ngồi vợ phải xu bát, giặt rũ quần áo, quát tháo vợ con. Nhưng mà từ ngày đi học bây giờ về thấy vợ chồng con cái sống hạnh phúc hơn. Vì sao anh lại thay đổi cách cư xử với vợ con, không còn cảnh thượng cẳng chân và hạ cẳng tay như trước nữa? Vì trước cái thật lòng mà nói thì gia đình nó kinh tế nó eo hẹp, thì vợ con nó cũng nheo nhóc thì mình cũng nghĩ mình chán, xong rồi đi đánh bài cờ bạc, xong rồi về cứ tí rượu vào là hơi vợ, nói tí là đánh vợ. Nhưng mà đến khi mình đi học ra thì bây giờ đánh vợ là sai.
Theo anh thì tại sao nam giới Việt Nam, nhất là ở các vùng nông thôn ấy, thì có lúc hay đánh vợ? Thì nếu hay đánh vợ nhất là chỉ vì là chơi bời, ăn chơi lêu lổng xong rồi cứ nghe người lọ nghe người kia. Nhưng mà đến khi chúng tôi ở Phú Lạc với thị trấn Thanh Nê là được đi học chống bạo lực gia đình 4 năm rồi về thì cái tuyên truyền đó thì từ ngày đến giờ nó bớt đi. Vâng ạ, vậy thì để người đàn ông thay đổi nhận thức thì theo anh thì cần phải làm gì? Cần phải chính quyền địa phương can ngăn, hay là cần chính người vợ khuyên bảo mình, hay là do chính tự bản thân người đàn ông sẽ tự nhận thức và tự thay đổi ạ? Ngày trước tôi đánh vợ tôi thì hội phụ nữ này, hội cựu chiến binh này, đoàn viên thanh niên đến nhà khuyên bảo, anh em họ hàng cũng bảo. Nhưng mà cái quan trọng là mình tự giác là ở mình. Nếu mà bạn bè mà đến khuyên bảo thì thật lòng mà nói nó khó lắm. Chỉ có vợ, vì mình nghĩ là mình sống với vợ mình là trên là nhiều chứ không sống với bạn bè được. Nên cứ vợ bảo đâu là mình nghe đấy, vì mình đi học về mình sẽ hiểu ra thôi. Trong cái hoàn cảnh như vậy ấy, mà vợ mà nói thì liệu mình có nghe hay không? Không, vợ nói các cụ thường nói rồi, mưa lâu ướt áo, một lần không nghe, vợ nói vài lần là phải nghe. Bây giờ đánh vợ làm ốm ở đấy mình lại phải trông nom. Hiểu chưa? Cơm nước lợn gà vợ làm viện lại về xong lại con cái trăm thứ bà rằng. Đấy, tốt hơn nhất là chính những người vợ khuyên bảo người chồng là hay nhất. Theo anh nhận xét thì đàn ông bây giờ như thế nào? Đàn ông bây giờ rất khác trước nhiều. Ít người đánh vợ lắm. Tôi đi quanh cái xã tôi 14 thôn thì ít lắm. Tôi nghe thấy chừng thì chỉ có là gọi là người ta nói là chồng bát để lâu nó cũng sẽ đổ thôi. Gọi là cãi nhau qua qua mấy câu thôi. Còn đánh vợ thì ít. Không có mấy đâu. Vì bây giờ tại sao học thức người ta cao rồi. Người ta đi nhiều người ta biết. Bây giờ đàn ông thì ông nào cũng rời khỏi gia đình. Không nhiều thì ít cũng phải đi 1-2 tháng. Ví dụ đi xây hay đi phu hồ hay đi đâu chăng nữa thì về người ta cũng sẽ tự học thức được. Vâng, xin được cảm ơn anh đã tham gia cuộc trao đổi này. Vâng, giờ rất là mong là cái phản ánh của nhân vật của chúng ta trong phóng sự là sự thật. Đó là quanh các làng xóm thì rất là ít trường hợp đánh vợ. Chúng ta cũng mong là như vậy. Thưa ông Tiến, việc là chúng ta chú trọng vào vai trò của nam giới, khuyến khích cái lối sống đẹp và hành vi văn minh thì có hiệu quả hơn so với việc là trước kia chúng ta cứ lên án và chê trách họ hay không? Tôi cho rằng đây là một cách tiếp cận hoàn toàn mới và hoàn toàn có hiệu quả. Bởi vì văn hóa Việt Nam là văn hóa ứng xử. Nếu chúng ta ứng xử tốt với nhau một cách rất là lành mạnh, rất là văn hóa thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ gặt hái được những kết quả như vậy. Vâng, như vậy là chúng ta năm nay cũng chúng ta cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền và nhấn mạnh chú trọng vào vai trò của nam giới và trách nhiệm của nam giới. Chúng tôi nghĩ rằng cái này cũng còn cần phải làm một cách mạnh mẽ hơn, không chỉ trong chiến dịch 1-2 tháng như hiện nay mà nó phải làm một cách thường xuyên, một cách bài bản. Vâng. Thưa ông Arthur, xin ông giải thích rõ hơn cái câu nói Man Move mà tôi được biết là sẽ là cái chủ đề của cái chiến dịch chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em năm nay. As you can see, I'm wearing a white ribbon. And a white ribbon, tôi đeo cái đeo áo đấy. Đây chính là cái biểu tượng đây là làm sao nam giới và trẻ em đang phải có tiếng nói, phải tham gia vào trong quá trình chống lại bạo lực của phụ nữ và trẻ em. Tôi xin tặng chị cái món quà này, chị có thể là đeo lên trên áo và đây thể hiện cái sự đoàn kết để chung tay góp sức của nam giới và trẻ em đang trong việc chống lại bạo lực của phụ nữ và trẻ em. Như vậy là không chỉ nam giới cần đeo mà cả phụ nữ cũng nên đeo cái biểu tượng này, đúng không? Vì chúng ta phải đoàn kết để cùng nhau. Tôi nghĩ là nam giới nên đeo vì là để cho thấy là mỗi người mà đeo cái này là họ sẽ thấy là họ là thật là một phần trong cái chiến dịch này để tham gia vào trong cái việc là chống lại bạo lực với phụ nữ trẻ. Xin cảm ơn ông, tôi sẽ chuyển đến người cần đeo. I will send this to the man who needs to wear this. Xin được hỏi ông Tiến một câu hỏi cuối cùng, đó là luật bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình chúng ta đã có hiệu lực từ năm 2008. Vậy 5 năm như vậy cái khung pháp lý đã giúp chúng ta nhiều như thế nào trong việc cải thiện cái tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ? Luật bình đẳng giới thì có hiệu lực từ năm 2007 và luật phòng chống bạo lực thì từ 2008. Và trong 5 năm đó thì cả hai bên là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều có sự đánh giá lại 5 năm và kết quả cho thấy rằng là đó đã có được những cái sự thay đổi rất là nhiều, nhất là trong cái vấn đề phòng chống bạo lực giới nói chung cũng như là bạo lực gia đình nói riêng.
ở cái chỗ là về nhận thức đã được nâng lên và các cái hành vi cũng được nâng lên. Nếu như trong 8 lĩnh vực của bình đẳng giới, trong có lĩnh vực gia đình, thì báo cáo của các năm chúng ta thấy nó cũng tiến bộ rất là nhiều. Năm 2011 thì thấy rằng là trong gia đình thì cái việc chia sẻ công việc giữa người chồng và người vợ đã rất là nhiều. Và năm 2012 vừa qua thì chúng ta đẩy mạnh hơn là đã có một cả một cái chiến lược quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Đây là những tiến bộ rất là tốt. Và rất mong là các cái kết quả thực thi và triển khai sẽ được đo lường một cách rõ ràng hơn và để chúng ta có những cái hướng để hành động tiếp theo. Ông có cái đề xuất gì để cái việc triển khai các cái luật này được thuận lợi hơn? Vâng, nếu như chỉ trong cái lĩnh vực về phòng chống bạo lực đối phụ nữ và trẻ em gái thì cũng như hôm nay trong cái trao đổi thì anh Ngọc Thơ cũng đã nói rằng là đây lên trước hết là trách nhiệm chính phủ. Chứ các tổ chức quốc tế có thể hỗ trợ chúng ta bằng kỹ thuật và để về kinh phí trong một giai đoạn nhất định chúng ta làm chiến dịch, nhưng về lâu dài chúng tôi rất mong muốn rằng chúng ta có một cái đề án tổng thể quốc gia về phòng chống bạo lực giới, và như thế thì chúng ta sẽ huy động được cả hệ thống chính trị và thấy rõ được trách nhiệm của nhà nước, của toàn tập thể cũng như là của từng người dân, kẻ nam cả nữ, trong việc phòng chống bạo lực đối phụ nữ và trẻ em gái. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon từng nói là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, bối cảnh nào đều là những hành động không thể dung thứ. Thế giới và Việt Nam quyết tâm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, song con đường thật không dễ dàng. Trong tổng hòa các mối quan hệ xã hội, nền tảng kinh tế, không gian văn hóa rồi diễn biến tâm lý thì nguồn gốc bạo lực có thể nảy sinh ở bất kỳ bối cảnh nào. Một lần nữa, năm nay chúng ta sẽ tiếp tục đặt trọng tâm vào nam giới, nêu cao vai trò và trách nhiệm của nam giới trong xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Cũng như một vị khách mời của chúng ta đã nói là chúng tôi là nam giới, có thể gây ra bạo lực và cũng có thể chấm dứt bạo lực. Và chúng ta sẽ chờ đợi có những thay đổi thực sự đáng kể từ năm nay. Chương trình sự kiện bình luận sẽ kết thúc với một những hình ảnh thời sự ấn tượng trong tuần. Cảm ơn các vị khách mời và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này thứ Bảy tuần sau. Gần một tuần sau cơn lũ bùn đỏ ngày 18 tháng 11 tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Những đầm lầy bùn đỏ trải dài vài trăm mét, sâu ngập bàn chân. Còn trước đó, những vết tích này cho thấy cơn lũ bùn cao đến cả mét. Đã có khoảng 2.000 mét khối bùn đỏ sau khai thác titan tràn ra mặt đường. Còn đây, những dòng nước xả thải vẫn chảy mạnh ra biển. Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận, đơn vị khai thác titan, giải thích sự cố là do mưa lũ tích nước thời gian dài, chứ công ty đã dừng khai thác khoảng nửa năm nay. Tuy nhiên thực tế, có nghi vấn cho rằng công ty vẫn tiếp tục khai thác lậu sau khi đã hết hạn giấy phép cả năm trời. Đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường khẳng định để xảy ra chuyện này là lỗi từ chính quyền địa phương và doanh nghiệp. Trong 68 nhà máy thủy điện đang vận hành, hơn 200 dự án đang khởi công, hàng trăm dự án chờ khởi công, xả lũ trong đêm, quy trình vận hành hồ chứa chưa công khai, quy hoạch thủy điện dàn trải, người dân vùng hạ lưu gánh chịu, một số đập chưa hoàn thiện đã xuống cấp, rừng bị phá để xây thủy điện. Không thể phủ nhận vai trò của thủy điện trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cho quá trình phát triển của đất nước. Tuy nhiên, làm sao để khắc phục những tồn tại trong công tác di dời dân, giải phóng mặt bằng, trồng rừng, đảm bảo môi trường sống bền vững là vấn đề cũng quan trọng không kém. Những hình ảnh này trong cuộc triển lãm Nước, Năng lượng, Cuộc sống đã gửi đi thông điệp về ảnh hưởng của việc xây dựng ồ ạt các công trình thủy điện. Ngày 20 tháng 11 năm nay lại là những ngày nhiều lo lắng với các thầy cô tại những ngôi trường vùng lũ miền Trung và Tây Nguyên. Lũ chồng lũ, cơn lũ đi qua, xác sơ ở lại. Trường lớp ngổn ngang, nỗi lo ngổn ngang. Còn tại ngôi trường này thì ngày 20 tháng 11 năm nay
bao trùm một nỗi buồn. Hai cô giáo đã bị lũ cuốn trôi vĩnh viễn, không bao giờ quay trở lại với gia đình và học sinh thân yêu. Không hoa, không quả. Ngày 20 tháng 11 với nhiều thầy cô giáo tại những vùng khó khăn. Xin được tri ân những đóng góp lặng thầm này. Nào anh em, hãy chung tay cùng đắp xây một thế giới chẳng có những nỗi đau khôn nguôi. Bạn tôi ơi, thành phố hay nơi xa xôi, và mãi mãi những bao anh người phụ nữ kia sẽ không còn. Cùng đêm bao ngày vui xóa tan đi buồn đau.